Và bây giờ đây là gói trà của Kỳ Lân. Cái túi bên trong cũng đẹp và đẳng cấp nữa. Sản phẩm của Kỳ Lân thì bao giờ cũng là những sản phẩm sưu tầm, bao giờ cũng là những sản phẩm cao cấp, đẳng cấp. Bởi vì tiêu chí bán hàng, tiêu chí giao lưu, tiêu chí sản phẩm của Kỳ Lân Luxury là những sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao. Và sản phẩm này chúng ta mua để thưởng thức, mua làm quà tặng biếu thì tuyệt vời, bởi vì nó chất lượng là ở bên trong và nó đẹp ở bên ngoài. Nó đẹp và chất lượng đáng đúng để chúng ta phải mua biếu tặng quà, rất là hợp. Rồi sau khi cắt ra, wow, thơm. Thơm như hương sữa. Quá thơm. Và rất là dễ chịu.